thuẫn nhỏ giữa cha và con trai trở thành án mạng kinh hoàng. Nghịch tử 15 tuổi sẵn sàng cướp đi tính mạng của cha ruột trong một nhát chém chỉ vì bị mắng. Một hồi chuông cảnh tỉnh réo lên về sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống gia đình vô tình đã trở thành giọt nước tràn ly gây nên những vụ việc đau lòng. Một vụ việc ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra mới đây có thể khiến cho nhiều người không khỏi suy nghĩ lại về việc hành xử của cha mẹ có thể ảnh hưởng thế nào đến con cái. Tối 17 tháng 3 năm 2024, ông NVG cùng hai người con là GH 15 tuổi và NTTN 8 tuổi cùng một số người khác đã tổ chức dùng cơm và uống rượu trong gia đình tại nhà bố ruột là ông NVH, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quấy, huyện Long Hồ. Có lẽ đó chỉ là bữa cơm bình thường cho đến khi mồi lửa đã được bật để rồi tạo nên tấn bi kịch không thể nào xóa nhòa. Cụ thể, sau khi ăn cơm xong, H và N ra võng ngoài sân đùa giỡn. Trong lúc nô đùa thì N té từ trên võng xuống đất nên khóc. Vì vậy, ông giờ la rầy H. Tuy nhiên lúc này không biết lý do là gì mà H lại cự cãi với cha mình, khiến cho việc sẵn hơi men trong người ông giờ đã đánh vào mặt H. H là đứa trẻ đang trong cái tuổi dở dở ương ương. Việc bị đánh ngay trước mặt ông nội cùng với nhiều người trong gia đình như thế khiến cho lòng tự tôn bị tổn thương. Nên ngay lúc đó, H đã bỏ về nhà cách đó khoảng 100m. Tuy nhiên, nếu như sự việc chỉ dừng lại ở việc người cha đánh đứa con thì có lẽ đã khác, nhưng không biết lúc đó H đã nghĩ gì mà về nhà lấy một con dao tự chế rồi quay trở lại nhà ông nội của mình và tấn công vào vùng cổ ông giờ. Lúc này, mọi người trong bữa tiệc gia đình đó mới tá hỏa thì sự việc đã rồi. Ông giờ được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. H sau đó đã bị công an mời làm việc. Sự việc tưởng chừng như mâu thuẫn đơn giản nhưng lại trở thành một vụ án mạng, một đứa trẻ tuổi chỉ mới 15 thành một kẻ giết người. Mà người nó giết không ai khác, chính là người cha ruột của mình. Bi kịch nối tiếp nhau khiến cho trong mỗi chúng ta đều phải tự ngẫm. Liệu chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ bé có thể biến thành án mạng kinh hoàng hay không? Thực tế, những vụ việc từ mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhoi trong cuộc sống có thể sẽ thành căn nguyên gốc rễ của một vụ án mạng kinh hoàng. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng trong gia đình khiến một người tử vong trên địa bàn huyện Bắc Bình. Trước đó, vào trưa cùng ngày, Nguyễn Ngọc Tám, sinh năm 1991, trú xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tranh cãi với cha là ông NNA, sinh năm 1963, tại nhà riêng của gia đình. Sau đó, Tám dùng dao tấn công cha ruột nhiều nhát. Ông A được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyễn Ngọc Tám đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đến nhà ông A, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bắc Bình khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án và trưng cầu khám nghiệm tử thi. Hay như sự việc tối ngày 5 tháng 2 năm 2023, Nguyễn Phước Tân, 25 tuổi, trú xã Con Đào, huyện Đắc Tô, tỉnh Đắk Lắk, rủ nhiều người bạn về nhà uống rượu. Đến khoảng 21 giờ, ông Nguyễn Phước Tú, cha ruột Tân đi chơi về. Thấy vậy, Tân và nhóm bạn nghỉ uống rượu. Các bạn Tân rời đi. Trong lúc đang dọn dẹp thì Tân bị ông Tú la mắng về việc thường uống rượu, không chịu lo làm ăn. Do đó, giữa hai cha con đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Tân đã lấy dao tấn công vào ngực trái của ông Tú. Khi được người xung quanh can ngăn, Tân mới dừng tay. Ông Tú được người thân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 12%. Đến ngày 17 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tân 12 năm tù về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định Tân đã có hành vi dùng dao đâm vào vùng nguy hiểm của con người là thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng của người khác. Hành vi này gây ra với cha ruột là trái với luân thường đạo lý. Việc ông Tú chưa chết là ngoài ý thức chủ quan của Tân. Do đó, hành vi của Tân đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Được biết, cuối tháng 9 năm 2021, Tân mới được ra tù sau khi chấp hành xong bản án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hay ở Quảng Bình, sự việc con trai nhậu say về rồi đánh cha ruột nguy kịch trong đêm cũng đã khiến dư luận xôn xao. Theo đó, tối ngày 17 tháng 4 năm 2023, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an xã Xuân Thủy điều tra vụ án gây thương tích trên địa bàn, khiến một người nguy kịch. Công an huyện Lệ Thủy cũng đã bắt giữ Phan Văn Hoàn, sinh năm 1993, ngụ thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy. Nghi can được xác định đánh cha ruột mình là ông Phan Văn Giờ, sinh năm 1957. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2023, nhậu say trở về nhà, giữa Hoàn và ông Giờ xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã lớn tiếng. Sẵn hơi men trong người, Hoàn cầm một chiếc can nhựa ném vào mặt cha ruột mình, khiến ông này bị chảy máu ở phần mặt.
thấy con trai hung hãn, ông Giờ đã bỏ chạy ra ngoài đường, liền bị Hoàn đuổi theo. Chạy được một đoạn, ông Giờ không may bị vấp ngã ra đường. Lúc này, Nghịch Tử đuổi kịp, liền nhẫn tâm dùng chân đá liên tiếp nhiều cái vào người cha ruột của mình. Thấy ông Giờ bị đa chấn thương, người nhà liền đưa nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bệnh nhân được trả về nhà trong tình trạng nguy kịch. Công an xã Xuân Thủy cũng đã lấy lời khai ban đầu Phan Văn Hoàn, đối tượng cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi đánh đập cha ruột của mình. Những sự việc trên là những vụ việc gần đây nhất về việc từ những mâu thuẫn nhỏ nhoi trong cuộc sống có thể khiến tình cảm giữa cha mẹ và con cái trở thành một tấn bi kịch. Trở lại sự việc ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì người con đã ra tay, người cha có lẽ trong lúc quá bức xúc, cộng với đó là việc người con chỉ mới trong lứa tuổi học sinh. Sự khác biệt về nhận thức, quan niệm, suy nghĩ và cách sinh hoạt giữa cha mẹ và con cái tạo nên những xung đột về tâm lý, đặc điểm nổi bật mang tính quy luật. Vấn đề cơ bản ở đây là do hoàn cảnh sống, thời gian sống và sự khác nhau về thế hệ, sự chênh lệch về kinh nghiệm sống đã tạo nên khoảng cách dẫn đến xung đột. Về phía cha mẹ, do ảnh hưởng của tính gia trưởng với ý muốn con cái phải tuân theo quyền hành và những quy định mình đặt ra từ khi con còn bé. Bên cạnh đó, với suy nghĩ các em vẫn còn bé, ngây thơ nên cha mẹ cần phải kiểm soát mọi hoạt động, con cái phải phụ thuộc vào mọi quyết định của mình. Mặt khác, do chưa thích ứng và ý thức đầy đủ đối với sự thay đổi nhanh chóng về cơ thể, về tâm sinh lý của các em nên chưa cảm nhận đầy đủ, kịp thời nhu cầu độc lập, sự ý thức về bản thân và sự lựa chọn riêng của các em. Cha mẹ muốn duy trì sự phụ thuộc của con cái vào cha mẹ trong các hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, cha mẹ có những suy nghĩ rằng những đòi hỏi về sự độc lập, quyền riêng tư của các em không phù hợp, vượt qua khuôn khổ cho phép. Về phía con cái, ở tuổi dậy thì, cơ thể phát triển, tâm sinh lý thay đổi nên các em cảm nhận được về sự trưởng thành và có cảm giác mình là người lớn. Mặt khác, ở độ tuổi này, nhận thức đã được nâng lên rõ rệt, đó là những nhận biết về cuộc sống, bạn bè, ý thức về cái tôi cá nhân và quyền riêng tư với những nhu cầu độc lập của bản thân. Từ sự thay đổi trên dẫn đến các em có nhu cầu thoát khỏi sự phụ thuộc và kiểm soát của cha mẹ, muốn thoát khỏi trật tự, khuôn phép, quy định mà cha mẹ áp đặt từ lúc còn bé. Các em cho rằng chúng có quyền thỏa mãn nhu cầu độc lập, tự quyết định những sinh hoạt riêng tư là phù hợp với lứa tuổi và cuộc sống hiện đại. Đó chính là nguyên nhân gây ra sự xung đột giữa cha mẹ và con cái ở tuổi dậy thì. Từ những điều trên có thể rút ra được một số định hướng nhằm tháo gỡ những xung đột giữa cha mẹ và con cái. Về cách ứng xử trong gia đình, cha mẹ vẫn duy trì những nền nếp quy định của gia đình nhưng phải phù hợp với cuộc sống hiện đại. Nếu cảm thấy không còn phù hợp nữa, cần phải điều chỉnh để đáp ứng với cuộc sống ở thời các em đang sống. Cha mẹ chủ động san lấp khoảng cách về tâm lý giữa các thế hệ trong gia đình, không nên bảo thủ, áp đặt đối với các em bằng những điều đã lỗi thời, biết cách hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, tiếp thu và điều chỉnh theo sự đổi mới của cuộc sống. Nhận ra sự phát triển của cơ thể, tâm sinh lý của các em ở tuổi dậy thì về nhu cầu độc lập, nhu cầu tự khẳng định, quyền riêng tư và những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống để có những ứng xử kịp thời, phù hợp. Luôn tìm hiểu, tâm sự với các em để nắm bắt những thay đổi, tâm tư, nguyện vọng, sở thích và những nhu cầu của các em. Một mặt tôn trọng và đáp ứng hợp lý những nhu cầu chính đáng của các em. Đồng thời, phải kiên quyết ngăn chặn những suy nghĩ, hành động tự do, mất phương hướng, những tiêu cực, những cám dỗ, cạm bẫy mà các em có thể mắc phải. Giúp các em tháo gỡ những băn khoăn, lo lắng, lúng túng, những khủng hoảng về tâm lý trong giai đoạn này. Cần trao đổi, tìm ra tiếng nói chung, phù hợp giữa các thế hệ. Cha mẹ cần có nhận thức đúng, biết định hướng cho con bằng những phân tích có cơ sở sâu sắc, có sức thuyết phục cao, không nên áp đặt cứng nhắc theo kiểu gia trưởng để tạo sự tin yêu, cảm thông, sẻ chia của các em đối với cha mẹ. Cha mẹ liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội liên quan để hướng các em vào những hoạt động tích cực, phù hợp, vừa nâng cao nhận thức xã hội, vừa thể hiện sự quan tâm, tạo sự đồng thuận cao giữa các thế hệ nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.